Nếu các cầu thủ nghĩ họ có thể vượt ra khỏi tầm kiểm soát của huấn luyện viên thì chỉ có một từ để nói với họ mà thôi, tạm biệt. Rất nhiều người đã nghe những chuyện xấu về thói bia rượu tại Manchester United. Thật khó để thay đổi một văn hóa đã định hình từ lâu, nhất là văn hóa trong một đội bóng, nhưng tôi sẽ phải đối mặt với nó. Tôi biết ngay từ ngày đầu là sẽ không thể ở lại Man United lâu hơn nữa, đơn giản thế thôi. Người ta bảo sẽ cho tôi 100.000 bảng và được một trận đấu tại Ireland nếu tôi chịu ra đi. Đó là lời đề nghị đầu tiên Sir Alex đưa ra cho tôi. Ông ấy sẽ không để bất cứ ai ra đi nếu người đó không thực sự là người thừa của đội bóng. Nên thế có nghĩa là ông ấy không cần anh ta nữa, hoặc ông đã tìm thấy sự thay thế xứng đáng. Điều này thực sự ảnh hưởng nhiều đến các cầu thủ, miễn là bạn không phải người bị bán đi. Tôi đang chuẩn bị ký hợp đồng mới với đội bóng và đang chơi golf cùng Gixi. Điện thoại reo là Sir Alex. Ông ấy bảo, này, chúng ta vừa bán được Inter Milan trả giá đấy, khoảng 7,5 đến 8 triệu bảng và đội bóng đã đồng ý rồi. Khi một câu lạc bộ lớn đã đồng ý bán bạn đi thì đó chính là sự đào thải. Tôi cảm thấy như vậy đấy. Nhưng tôi biết ông ấy phải cứng rắn. Tôi không chơi trong mùa giải 96 và đó chính là thông điệp rõ ràng. Steve, cậu đã hết thời rồi. Như Jim Leighton, có thể phải ngồi ngoài trong một trận chung kết quan trọng mặc dù ông ấy đã làm việc cùng Jim tới 10 năm. Ông ấy sẽ bỏ qua chuyện tình cảm cá nhân. Ông ấy chẳng vui vẻ gì với những điều báo chí viết và cả cuốn sách của tôi nữa. Sau hôm đấy ông ấy gọi cho tôi và bảo tối nay cậu không ra sân đâu. Tôi không hiểu tại sao, ông ấy nói. Thì là về những câu chuyện cậu viết trong sách đó, cả đám phóng viên nữa, tốt nhất là hôm nay cậu đừng xuất hiện. Điều đó thực sự khiến tôi bất ngờ. Vụ với Jeff Stam là sao? Chúng tôi chỉ muốn thử một phương thức mới. Jeff hơi nóng nảy nhưng đó không phải lý do cậu ta bị loại. Bạn sẽ luôn thấy một ai đó, một người mới đến đội và ngay lập tức nổi trội. Với một đội bóng lớn như thế thì cũng dễ hiểu thôi. Chuyện xảy ra trong phòng thay đồ là việc riêng của chúng tôi. Tôi sẽ không bao giờ phản bội lòng tin của các cầu thủ, hoàn toàn trái với những điều các bạn được biết. David không hề phải khâu mũi nào trên đầu cả. Một tai nạn xảy ra và mọi chuyện rối tung lên nhưng chỉ thế thôi. Nên tôi xin nhắc lại là chuyện này không xảy ra nữa và chúng ta phải tiếp tục trận đấu. Sẽ luôn có ai đó to lớn hơn hoặc tài giỏi hơn thế trên bạn. Đến lúc Beck phải ra đi, rồi một cậu bé tên Ronaldo xuất hiện. Roy rất thành thật. Anh ấy luôn thẳng thắn nên chẳng gây chuyện vì anh ấy ra đi được xử lý gọn gàng và nhanh chóng, có lợi cho đội bóng. Tôi nghĩ là cho dù đứng ở cương vị nào, từ các cầu thủ trong phòng thay đồ, đến các nhân viên trong đội, các cổ động viên trên toàn thế giới, cũng chỉ có một huấn luyện viên có thể làm được điều này để cho một cầu thủ với tầm ảnh hưởng như Roy Keane ra đi êm đẹp. Người quan trọng nhất tại Manchester United tất nhiên là huấn luyện viên. Nếu điều đó thay đổi, đội bóng sẽ rơi tự do, chắc chắn đấy. Bạn không bao giờ để cho các cầu thủ điều hành đội bóng. Ông ấy có nóng tính không? Anh nghĩ sao vậy? Chiêu thức máy sợi tóc của Sir Alex đòn chí mạng với bất cứ ai, nó có thể khiến bạn suy sụp. Nhiều người biết rằng khi làm thế, chúng tôi sẽ hiểu ra rằng cần phải chứng tỏ mình nhiều hơn, rằng chúng tôi cần phải lấy lại phong độ ngay. Ông ấy mong đợi việc bạn sẽ đáp trả. Ông ấy hài lòng nếu bạn cũng đau đớn như ông ấy hay tức giận giống như ông ấy, nên ông ấy sẽ luôn đòi hỏi một sự phản ứng nào đó từ các cầu thủ. Chúng tôi gặp Liverpool vào chủ nhật. Tôi phải ngồi ngoài và chúng tôi bị dẫn bàn. Đội tôi chơi tốt và tôi không nghĩ giá như mình được vào sân, giá như có thể thử xoay chuyển trận đấu. Nhưng tôi biết ông ấy sẽ không cho tôi vào sân vì chỉ muốn tống khứ tôi tới Arsenal. Trận đó như một trận đấu tập vậy. Ông ấy cho ra sân những cầu thủ non nớt. Ông ấy cho tôi ra sân khi chỉ còn 5 đến 10 phút là hết trận. Nhưng tôi chẳng còn tâm trí nào nữa. Ông ấy muốn tôi phải thấy đau đớn về điều này. Ông ấy đã làm được. Tối đó tôi bảo ông ấy rằng tôi sẽ không chuyển sang Arsenal đâu. Tôi đã quá sai lầm. Cho đến bây giờ tôi vẫn rất hối hận về điều đó. So that night I told him I wasn't going to Arsenal, which was wrong, it's totally wrong. And regretted it. Đôi khi bạn sẽ hối tiếc lắm chứ, nhưng bạn là chính mình và thường thì 70%, 80% những quyết định của bạn là đúng đắn. Đôi lúc tôi cũng hay nhìn lại để rút ra bài học cho mình, để giúp đội bóng chơi tốt hơn. There were some things that I premeditated myself, you know,
to get the points across and to keep them all on the feet in the ground and that type of thing. Đôi khi tôi nghĩ chuyện này là số phận rồi. Chúng ta sẽ ngỡ ngàng khi đón nhận nó và chẳng hiểu chuyện này vì sao lại đến. Nhưng có thể ông ấy chỉ hành động theo điều mình cho là đúng thôi và sẵn sàng chấp nhận hậu quả. Chỉ là sự tô vẽ thôi, bạn hiểu ý tôi không? Ví dụ, có lần tôi đọc một bài báo nói rằng tôi hay trốn ra chỗ khán đài không người và tập luyện tiếng gào thét vào mặt cầu thủ. Một nhà báo lại đi viết ra điều đó đấy, có tin nổi không? Nhưng người ta cứ thích vẽ vời những câu chuyện bí hiểm xung quanh những người đã thành công. Tôi không gọi đó là yêu cho roi cho vọt, vì đó chỉ là sự khắc nghiệt của nghề này thôi. Chỉ là cách mà tôi phải dẫn dắt đội bóng, là cách tôi muốn đội bóng của mình phát triển. Đây là giấc mơ của tôi, là tầm nhìn của tôi. Đôi lúc bạn cũng chẳng thích nó, đôi lúc bạn còn ghét ông ấy tới vài tuần, rồi chỉ trích đủ thứ đằng sau lưng vì nghĩ rằng ông ấy thật bất công. Nhưng giờ đây, khi nhìn lại, với tư cách một người trưởng thành chứ không phải cậu bé 20 tuổi như hồi trước, đó mới thực sự là hành xử công minh. Đôi lúc bạn tự nhủ rằng mình đã có những hành động thật tồi tệ trong vòng thay đồ. 15 năm trước tôi chẳng nhát gan thế này đâu. Mua ngay bộ các cộng HD giá trị còn 495.000 đồng hoặc mua gói kênh các cộng có sẵn trên truyền hình nhà bạn. Chỉ các kênh các cộng có ngoại hạng Anh.